Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Cả nhà thấy Sisi mặc đồ đẹp không? Một cái áo đầm rất là đơn giản thôi ha. Hôm nay nhà Sisi có party đó. À, nói chung là cũng ăn uống bụng to, bụng bự rồi nè. Tối nay dán bụng tiếp, ngày mai phải đi nữa rồi. Mai đi sớm lắm, đi tới khuya mới về luôn. Rồi hàng chưa có đóng xong, chưa có xếp vào thùng cho các bạn xong nữa nè. Nhưng mà thôi, ngày mai con CC xuống rồi phụng CC làm. Bây giờ CC để sẵn hết rồi đó, ngày mai chị đóng gói kỹ lưỡng bỏ vào thùng. Thì bây giờ CC sẽ cho các bạn xem những cái váy này là theo lời yêu cầu của các chị em. Đa số là các chị em ở bên Việt Nam, là tại vì chỉ còn có một ngày nữa thôi là đóng thùng. Con CC chỉ mang về giùm cho các bạn thôi, chứ không có phải là free shipping ha. Nói như vậy để cho các chị em hiểu được rằng là các chị em có trả tiền shipping nhưng mà nó ít hơn là CC gửi về, rẻ hơn ha. Thì bây giờ vô đề luôn. Đây là cái đầu tiên. Một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nổi bồng bềnh lên đó, là cái váy này. Rất sang, rất đẹp. Size zero, size số 0 á, 245 đô cái váy này. Mặc mùa này khi các bạn đi làm ở trong phòng máy lạnh vẫn được, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Những cái áo đầm của thương hiệu này nè là toàn là 1.000 đô trở lên không á. Đây, cái này mua trong Shopee, vô thấy một cái mừng quá, size zero lấy luôn các bạn ơi. CC mua cái váy này 70% off. CC nghĩ chắc có thể là size quá nhỏ cho nên là không ai mua, mới còn tới phiên tụi mình nè. Chị em nào size zero đừng bỏ qua cái váy này. CC ướm vào người CC thôi là các bạn cũng đủ thấy đẹp rồi đó. Mê ly luôn, xuất sắc luôn, một cái duy nhất. 245 đô, 70% off. Hãy mặc thử cái thương hiệu này đi các bạn. CC chưa có thương hiệu này nữa đó, chưa có cái nào luôn á, tại mắc tiền quá, CC đâu có tiền đâu mua đó. Một cái áo thun, một cái áo kiểu thôi, 500 mấy chục đô, hiệu này nè. Các bạn thiếu chiều cao đó cũng vừa luôn, không có cần phải cắt like gì hết luôn. Các bạn cao thì các bạn mặc có thể là nó lên tới nửa cái ống quyển hoặc là gì đó. Trời ơi, CC mê luôn, cầm cái váy nhìn là kết liền luôn. Mê luôn đó các bạn nè. Đó, CC không mặc cho các bạn là tại vì thứ nhất mặc mất thời gian, thứ hai là từ chiều giờ CC ăn uống này nọ chưa có tắm cho nên là không có mặc đồ các bạn được ha. Thì đây, trời ơi sang, cực kỳ là sang luôn. Một cái duy nhất, size zero nha các bạn. Hết tất cả. Cái váy ở chỗ này CC nghĩ chắc cũng được 20 cái đó. Chỉ có vài cái là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi, còn tất cả là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mắc lắm, 70-80 đô một cái váy các bạn. Nhưng CC mua đã được on sale hết rồi. Mấy cái váy này CC bán nhiều lắm luôn đó. Đó, bây giờ đi thấy vẫn mua thôi. Đây là những dạng váy sang lắm các bạn, mặc đi nhà thờ, mặc đi ăn tiệc với bạn bè. Còn những cái váy mà mình vải xô đó là chỉ là những cái váy mặc cho mùa hè, chúng ta đi du lịch chơi hoặc là đi trong mùa hè thôi. Còn những cái loại váy như vậy nè là các bạn mặc quanh năm luôn. Đây là những dạng váy sang, chứ không phải là những dạng váy có thể mặc thường mỗi ngày giống như là những cái mình vải xô được ha. Thì đây, cái này là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi, cái này rẻ tiền bằng tiền những cái váy vải xô thôi. Cái nào mà thương hiệu đắt tiền mà CC nhớ được thì CC nói ha, còn nếu không thì các bạn thích thì cứ lựa đi rồi CC cho biết giá. Cái này lưng thun ha, cái này là von lưới, ở bên trong có một lớp lót. Mấy cái này thì bán quá nhiều rồi, CC cầm về là các bạn nhớ rồi ha, bán cũng cả 2 tháng trước rồi ha. Đó, đẹp lắm, mình vải nhẹ thiệt là thích luôn á các bạn. Cái này cũng là thương hiệu nổi tiếng, đắt tiền nhưng mà không đến nỗi quá đắt. Tất cả CC mua được on sale hết rồi. Cái này nè sang lắm các bạn, cái váy này rất là sang luôn. Chị em nào hơi lớn tuổi một chút hãy mua, trẻ đừng có mặc cái màu nâu này.
thật lòng luôn nè, cái lớp ở trong là vải biết phi bóng hay là cái thun bóng gì đó Sisi cũng không biết nữa, nhưng mà rất đẹp, rất sang cái váy này luôn đó. Vừa y các bạn ơi, đa số là váy của Sisi không, size của Sisi không à, Sisi mua để mặc đi ăn với lại ông bạn Mỹ của Sisi đó, ổng là bác sĩ, đi vào cái nơi đó ăn thì toàn là những người bác sĩ đồng nghiệp của ổng không à, những cái bình vải xô đó nó không phù hợp. Thì đây là những loại váy sang đã đi vào những cái nhà hàng như vậy, còn mình vải xô chỉ là chúng ta đi ngoài trời, đi ăn uống, đi uống cà phê này nọ cho mùa hè thôi đó. Thành ra các chị em nào đi nhà thờ nhiều thì các chị em nên lựa những cái loại váy như vậy nhiều, vì cái váy này các bạn để cả chục năm luôn, nó cũng không có xưa, không có thay đổi gì hết trơn á. Nhưng mà những cái váy vải xô là mỗi một năm nó sẽ ra cái mới đó. Vải xô là chịu chơi, mỗi năm thay đổi là chịu chơi đó, mặc vải xô nha. Còn đây là những cái váy các bạn để hoài không bao giờ xưa, rất là sang luôn đó. Thì đây nha, cái này đẹp lắm, nhưng mà chị em nào lớn tuổi chút hẳn mua, vì Sisi thấy nó có vẻ đứng tuổi đó, nó sang, rất là sang luôn đó, nhưng mà hơi đứng tuổi. Những dạng váy này nè các bạn, Sisi nghĩ rằng là size small hoặc là size 6 các bạn mặc vừa hết đó. Đây là cái lưng, những dạng váy có lưng là thuộc loại váy sang hết trơn. Nhưng mà size medium mà các bạn bị cái bụng to thì Sisi nghĩ cũng đừng mua ha. Tại những cái loại váy này nó không giống những cái loại váy xô, vải thun kia nha các bạn. Cái này nó có lưng thun đàng hoàng, cho nên là các bạn không thể mặc ăn gian quá nhiều được. X small, small, size 6 là tối đa. Các bạn lên tới size medium, size 8 rồi là không được đâu ha. Đó, Sisi nói rõ tới như vậy các bạn nghe Sisi nói một chút nha, chứ đừng có nhìn hình ha. Đây, những cái váy von này, mấy cái này Sisi bán qua hết rồi nha các bạn. Đó, nhiều bạn thích lắm. Đó, lúc đó các bạn nào mua hộp thì giờ mua đi. Cái này giống như là màu hồng hồng, mà hồng đất đó các bạn. Cái mình vải von nó thêu nè, ở bên trong có một lớp lót, cái von thêu ngoài vẫn xếp ly ha. Đó, giờ Sisi cầm cái này lên là nhiều bạn nhớ lắm nè. Đó, các bạn mua mấy cái này nhiều lắm rồi. Cái này bằng von ha, cái sau lưng này là bằng ren, cái nào cũng có lớp lót ở bên trong. Cái này là cái bản thun, nguyên một cái bản thun luôn thì dễ mặc nè. Cái này small mặc được, medium mặc được nè. Cái nào mà nó là cái lưng rời mà không có thun thì phải mặc đúng size ha. Đây, đó, cái này ren nha các bạn. Và cái này là voan, cái hoa nó là nhung, ở bên trong có lớp lót màu da. Các bạn mặc với cái áo màu da đó, trời ơi đẹp lắm luôn, sang lắm các bạn. Đây là những váy đi nhà thờ, đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, khác hoàn toàn với lại những cái váy vải xô ha các bạn ha. Này đẹp nè, Sisi thích cái này. Và cái này thì quá quen thuộc với các bạn rồi. Cái này đó là Sisi còn ế lại quá lâu rồi không có bán được, là tại vì lớn quá, size nhỏ các bạn mua hết trơn rồi. Cái váy này đẹp lắm các bạn, nhưng bạn nào size lót mua đi, đẹp lắm luôn đó. Bằng von ha, rẻ tiền lắm các bạn ơi. Ở bên trong có một lớp lót. Sisi thích cái von đó là từ màu đen cái đó xuống nó màu này nè. Nó như da beo á, đẹp quá. Hai cái váy này là hai cái váy rất đắt tiền, nhưng mà Sisi cũng mua được on sale rồi. Xếp ly ha. Cái lưng này lưng thun, cho nên các bạn có thể mặc được. Size small, medium mặc được. Các bạn xem cái độ xòe của cái váy này, trên cả tuyệt vời luôn. Màu sang, lịch sự, đẹp. Mình vải muslin, mát lạnh luôn. Đắt tiền, nhưng mà nó on sale rồi thì cũng không đắt lắm. Đắt hơn những cái váy bình thường các bạn mua khoảng 10-12 đô thôi, chứ không có nhiều. Những cái váy này nè, các bạn để hoài nha. Bao nhiêu năm trời các bạn mặc lại cũng y vậy đó. Những dạng váy này nè, Sisi có nhiều lắm. Cứ để dành, không có cho goodwill. Đẹp lắm các bạn, mà thoải mái, dễ mặc, mà sang lắm. Mát, lạnh luôn á. Các bạn mà cầm được cái váy này trong tay rồi
là các bạn gửi lời cảm ơn CC liền, danh dự luôn đó, bảo đảm luôn đó, tại vì mê lắm luôn, thật lòng luôn đó, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời, xuất sắc. Các bạn nhớ màu này nha, xanh có hồng hồng tím tím ha. Rồi bây giờ thì qua cái này, cái này màu nổi hơn. Cái mình vải muslin này nó mỏng hơn cái này. Cái này nó giống như là muslin gì đó, nó hơi nặng nặng. Còn cái này khác, hai thương hiệu khác nhau đó. Nè, cực kỳ đẹp chưa? Sang lắm các bạn ơi. Nè, xuất sắc không? Rồi ôi, CC thấy hai cái này CC mừng ơi là mừng luôn á. Cực kỳ đẹp, quá sang trọng luôn, quá đẹp. Mặc áo sơ mi trắng cũng đẹp lắm đó các bạn. CC thử rồi, xuất sắc ha. Các bạn mặc áo kiểu, mình phải xoa muslin thì cũng được áo kiểu, áo bỏ trong váy, cực kỳ sang trọng. Mặc áo thun cũng được, nhưng mà áo sơ mi, áo kiểu sẽ đẹp hơn là áo thun. Màu đẹp quá ha. Màu đẹp, xếp ly đẹp. Trời ơi, cái độ xòe của cái váy mê luôn. Thấy CC quay không? Xuất sắc không? Đó. Đó, thương hiệu nổi tiếng có khác ha. Đắt hơn có mười mấy đô à. Cái váy đen này hồi đó CC có một cái, rồi đăng lâu lắm cũng không thấy bạn nào mua hết trơn. Cái CC lấy CC mặc thì có một chị nào đó muốn mua đó, nhưng mà CC mặc rồi CC không bán, CC mới mua lại được nè. Không biết phải cái này là cái đúng cái chị thích không nữa. Cái này là hiệu Nike West nè, nó có cái chỗ này nè, ở bên trong có một cái váy ở bên trong nữa ha. Đơn giản, lịch sự, đẹp, thun lạnh, kiểu đẹp lắm các bạn, rất đẹp luôn đó. Thì giờ chị coi được video này, chị muốn mua thì mua ha, chị không mua thì bạn nào muốn mua mua, thun lạnh nha. Rồi bây giờ tới cái này, cái này nhiều người hỏi CC lắm nè. Đó, cái này là vải tôn nha các bạn. Đây, ở dưới nó có cái phần bèo bèo á, khi các bạn đi nó đánh lên, nó rất là đẹp. Ở trên là ôm, ở dưới là xòe ra. Cái váy này nè, cực kỳ đẹp luôn cái váy này nè. Sang lắm, đẹp lắm các bạn. Mặc vào thì nó sẽ đẹp hơn là khi cầm ở trên tay như vậy đó. Thật là đẹp luôn, bạn đang mua này mua liền đi. Nếu không CC mặc á, CC thích những cái dạng nó như vậy lắm. Cái váy bông này cũng hiệu Nike West. Cái váy thun đen cũng là Nike West. Bằng tiền những cái váy vải xô các bạn mua thôi à, không có đắt ha. Những dạng váy mùa hè thì nó bằng bằng nhau như vậy. Chỉ có những loại nó như vậy nè, nó thuộc cái dạng sang thì nó đắt hơn mười mấy đô. Nè, đó, nhìn độ xòe của cái váy nè các bạn, mê không? Mê lắm luôn á các bạn. Chúng ta mua là chúng ta mua cái thương hiệu brand name đó. Váy này bên trong có lớp lót thun. Trời ơi, cực kỳ đẹp. Cái váy này quá sang luôn các bạn. Quá đẹp luôn á. Wow, xuất sắc đó. Cái váy nó xếp ly như vậy mà nó có cái độ xòe. Chúng ta bước đi nè, đó các bạn coi nè, là ở dưới nó bung ra, nó bung ra, cực kỳ đẹp, phải công nhận là đẹp, xuất sắc các bạn. Không tới hai bữa ăn sáng của các bạn, tôi cho là hai bữa ăn sáng thì cũng được. Đẹp quá, màu này quá sang luôn. Này mình vải phi á các bạn, mát lắm, không lạnh nhưng mà mát. CC thích cái này nè. Các bạn biết sao CC thích không?
nó xếp ly, mà nó xếp ly nhuyễn, thiệt là nhuyễn luôn, thật là đẹp luôn các bạn. Gần cho các bạn nhìn, không phải nhúng đâu nha, xếp ly đó nè, xếp ly tí 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 nè, rồi cực kỳ đẹp luôn nè. Thích là thích cái gì, nó xếp tới đây thôi, ở dưới đây nó xòe ra đẹp ha. Váy á, các chị em thiếu chiều cao thì cần, một là mặc tầng tầng, hai đó nó như vậy nhưng mà ở dưới nó phải có cái độ xòe, nó bung ra thì nhìn chúng ta mới cao. Còn nếu mà nó suông xuống, chỉ dành cho người cao thôi, chị em chúng ta thiếu chiều cao là bắt buộc, một là mặc tầng, hai là phải có cái phần dưới nó xòe ra một chút thì nhìn bạn mới cao được, nếu không nó không cao đâu. Trời ơi, CC mà rành lắm, nghiên cứu kỹ lắm luôn, tại vì CC thiếu chiều cao mà, phải ăn gian thôi. Đẹp, CC thích cái váy này. Thứ nhất là nó xếp ly tí 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 tí, thứ hai là ở dưới nó bung ra, xuất sắc luôn, màu cũng đẹp nữa. Đây nè, cái váy này ai mới hỏi CC đó, CC quên rồi, mới có người nào hỏi đó, nhưng mà lúc qua bán rồi, giờ mua lại được nè. Cái này boutique nha các bạn, dành cho người thiếu chiều cao đó. Ai hỏi CC váy ngắn đó, CC quên rồi, hỏi CC là có váy nào mà ngắn cỡ đầu gối không á. Có đó, chắc chắn là có người hỏi đó. Đó thì đây nè, cái này tại CC thiếu chiều cao cho nên nó qua đầu gối một chút. Ai mà cao thì chắc là ngay đầu gối, nhưng mà CC nghĩ là qua đầu gối một chút như vậy đi đẹp. Đó, thật là đẹp cái váy này. Chỉ là vải này gì ta, ren hả, ren thun gì đó các bạn ơi. Nè, ở bên trong là một lớp thun mỏng ha. Cái này là cái bản thun, cho nên là chị em size small, medium đều mặc được ha. Đẹp, có một cái váy ngắn một quá. Đẹp lắm. Cái này nó có cái độ xòe sẵn rồi, chúng ta mặc vào là nó xòe ra. Cái thứ ha. Này chị suy nghĩ bỏ trong váy đẹp lắm đó nha. Đẹp á. Đó. Cái CC mê không các bạn? Thích lắm luôn. Coi nè, xếp ly nè, tí 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 nè. Đó, ở dưới bèo nè, mê chưa? Hai cái đều giống nhau. Trời ơi, chị thấy cái mừng quá luôn. Nè, thấy đẹp không? Xuất sắc luôn. Đó, như vậy nè, cái các bạn bước đi đó, đẹp lắm, đẹp ha, xuất sắc luôn, mê luôn đó, đẹp lắm các bạn ơi. Đây là mình phải xoa nặng nha, hơi nặng đó, sang, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Năm nay là màu xanh lá cây, bạn nào mặn hỏa mua đi nè, mặn hỏa đó. Ở bên trong có lớp lót không? Ồ, không có lớp lót nha. Cái váy này không có lớp lót, tại vì nó xếp ly nhỏ quá rồi. Nè, đẹp chưa? Mê luôn. Có nhiều cái CC lấy hết luôn, tại vì CC biết những cái dạng này mặc sang lắm, nhất là các bạn thiếu chiều cao. Đây là cái váy các bạn cần nè. Đó, mê lắm, có mấy cái mua hết các bạn ơi. Đó, một kiểu bốn màu, xin lấy hết bốn màu luôn, xuất sắc không nè. Tí 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 nha, đó tí 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 nha, cực kỳ sang luôn đó. Ôi đẹp lắm, trời ơi, thấy cái mừng quá là mừng luôn. Cici mua cho Cici không à? Đó, chị em nào muốn CC chia lại. La 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 la. Tuyệt vời, CC mê bốn cái bánh này, mê luôn. Đẹp xuất sắc các bạn ơi. Cái kiểu xếp ly nhỏ là mới của năm nay ha. Mặc rũ đẹp, cực kỳ đẹp.
cực kỳ sang bốn cái váy này. Đó, trên cả tuyệt vời. Váy sơ mi đen, thun lạnh, đơn giản dễ mặc. Thiệt là thích luôn, lạnh lắm á, lạnh ngắt luôn á các bạn. Tuyệt vời. Đây là cái váy thông dụng nhất cho tất cả chúng ta. Ai cũng phải có cái váy này. Cái áo này nè, áo đầm. Nhưng mà nếu nó là áo ngắn thì suy nghĩ mặc áo bỏ trong váy đẹp lắm ha. Được á, xuất sắc nha. Thí dụ nó là cái áo đi. Đó. Nè, các bạn thấy đẹp không? Đó, thí dụ đi ha, thí dụ là cái áo. Áo bỏ trong váy đẹp quá là đẹp luôn. Xuất sắc không các bạn? Các bạn thấy cái độ xòe của cái váy không? Nó đánh qua đánh lại. Quá đẹp các bạn ơi. Những cái dạng váy như vậy nè, các bạn phải bỏ áo trong váy mới đẹp. Hoặc là đó, các bạn mua những cái dạng áo ôm, áo lửng, nó phải vừa đúng ngay cái độ rúng, ngay cái lưng váy luôn mới đẹp. Sang quá đúng không? Đẹp quá đúng không ạ? Trên cả tuyệt vời. Mặc những cái áo thun ôm các bạn. Đẹp quá ha. Thật đẹp luôn. Đó, có một cái đen nè. Một đống váy luôn có một cái đen. Đen khó mua lắm các bạn, tại vì ai cũng mua màu đen hết á. Màu đen là màu thông dụng, dễ mặc mà sang nữa. Nhưng mình vải này là không có nhăn đâu nha các bạn. Đây, đây là những loại váy CC yêu thích nhất nha. Không biết các bạn thích không, chứ CC thích lắm. CC có hai cái hai màu đó. Cái này là màu xám này, cái kia là màu kia. Mình vải phi đó. Mặc nó sexy lắm, đẹp lắm. Trời ơi, mặc vào người mát lạnh luôn. Thật là thích luôn các bạn, thật là đẹp. Nhưng mình vải phi này nè, các chàng đó, mê lắm, thích lắm luôn. Ôi đẹp quá. Các bạn thấy đẹp không? Chứ CC thấy đẹp lắm đó. Thích hả? Đó, các bạn cần phải mua những dạng áo như vậy nha. Áo bỏ trong váy mới đẹp ha. Cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Các bạn biết giờ này mấy giờ rồi không? Gần 6 giờ rồi, nó 5 giờ mấy rồi đó. Lát nữa CC lên xe ngủ, con CC sắp tới rồi đó. Các bạn thấy CC bụi đời không? Ngủ ngoài xe, đi lái xe xa mệt quá đó. Có một thân mình ghé vô cây xăng, nằm ngủ chừng nửa tiếng, rồi lái xe về tiếp. CC là bụi đời vậy đó. Chứ CC không có yểu điệu thục nữ đâu. Ngầu lắm, bụi đời lắm. Bởi vậy đôi lúc các bạn sẽ nhìn thấy CC lúc thế này, lúc thế kia. Lúc thì CC rất là có cá tánh, lúc thì yểu điệu thục nữ vậy nè. Nói chung là cái gì CC cũng làm được hết các bạn ơi. Ngầu lắm. Sống mình là vậy đó các bạn. Đây, đây là những cái váy thun lạnh, không nhăn ha. Các bạn mà thích mặc những loại cái áo body đó, nó có cái đáy quần ở dưới cũng đẹp lắm. Những cái loại áo body như vậy là để mặc với lại những cái váy này rất đẹp luôn. Ờ, rộng quá các bạn. Thun lạnh nha. Thun lạnh không ngăn mặt, thoải mái vô cùng. Rất đẹp đúng không ạ? Các chị em nào mà cao á thì các bạn nên mặc những cái dạng áo body. Còn các chị em nào mà thiếu chiều cao giống như CC á, mặc áo body không có được. Mặc nó bị dư cái phần đáy. Đẹp lắm các bạn ơi.
xuất sắc luôn. Đây là thun lạnh ha. Ở đâu tự nhiên có áo đầm này mặc, chồng tới chồng lui tức cười thiệt á. Cái này cũng vậy, màu này thì có vẻ tươi hơn ha, rộng quá nè. Cái này cũng là thun lạnh ha, đẹp quá các bạn, thật là đẹp luôn á, xuất sắc đó các bạn. Mặt nhìn chúng ta trẻ trung và rất đẹp luôn. Trời ơi, thiệt ưng ý cái váy này luôn á. Màu sắc đẹp quá, tươi quá luôn ha. Trời ơi, với lại mình vải thun lạnh nữa, thích lắm. Cái này CC mặc xệ như vậy cũng được. Đẹp quá à. Có cái sợi dây này nè, nó cũng có thể che che bớt cái phần bụng này của chúng ta lại chút. Đẹp quá, xuất sắc á. Màu sắc đẹp quá. Cái này là một thương hiệu rất là nổi tiếng ha, Encline nha các bạn. Đẹp quá. Thử luôn ha. Đó. CC gom lại khoảng chừng vài chục cái váy làm một lần cho các chị em lựa. Hôm bữa 40 cái váy kia đó, các bạn mua hình như còn có 10 cái. Nè, đẹp, cái logo đẹp quá, hiệu Encline ha, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp quá các bạn. Mình vải mát lắm, thun mà. Dạng váy này là dạng váy suông á. Ồ, có phần đắp nè, nhưng mà này đắp giả thôi ha. Đẹp quá. Các chị em mua bóp với lại giỏ hiệu này nhiều lắm nè. Đó, cho nên là nên mua cái váy này cho nó đi chung bộ. Khó lắm nha các bạn, CC nói thật đó. Rất là khó tìm khi mà chúng ta có được bộ với nhau. Có nhiều cái CC chờ cả năm trời luôn á. Khó lắm. Cho nên là các bạn thấy nên mua đi. Hiếm lắm, hiếm lắm các bạn mới có thể tìm được như vậy. Tại vì CC mua quá nhiều luôn. Rồi CC nhớ được là cái đó có bán cho chị đó đó, bán cho người đó đó, thì CC sẽ nói bạn thích bạn mua cho nó chung bộ. Các bạn nào muốn thì CC lựa cho cái bóp màu đen. Tại vì cái này nó có màu đen mà các bạn. Bóp đen hoặc bóp kem, bóp trắng cũng được. Thôi nói làm liền đi. Đây các bạn, cái bóp này mới mua nè. Nhưng mà cái này nó da như vậy, đi với cái bông này không đẹp các bạn ơi. Thôi CC cũng không biết để đâu. CC kiếm sau đi. Bạn nào muốn mua cho CC biết. Muốn mua cái bóp màu đen hoặc là màu trắng cùng thương hiệu này nè, cho CC biết. CC có đó, mà giờ để đâu không biết. Đẹp quá, xuất sắc luôn. Trên cả tuyệt vời. Thật đẹp các bạn, đẹp. Tuyệt đẹp luôn á, chứ không phải là đẹp bình thường nữa đó. Đây là những dạng váy sang không à. Các bạn có thể mặc đi dạo phố, đi chơi hoặc là này nọ đều được. Trời ơi, cái váy này các bạn để bao nhiêu năm trời, trời ơi, rộng quá nè. Này đẹp nè. Đúng không? Trời ơi, cái này mà chị em nào mặc vừa đẹp lắm luôn nè. Quá sang luôn nè. Thun lạnh ha, lạnh ngắt luôn á. Cái này đẹp quá, cái này mặc áo trắng nha các bạn. Trời ơi, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời. Các bạn nhớ nha, các bạn mặc những dạng váy như vậy bắt buộc lúc nào cũng phải có một là cái bóp, hai là cái giỏ nha các bạn. Nếu không là tay các bạn sẽ bị trơ. Là vì sao? Vì nó không có túi. Cho nên bắt buộc các bạn cần lắm phải cầm một cái bóp hoặc là một cái giỏ. Trời ơi, váy này đẹp quá. Quá đẹp váy này luôn. Wow.
cái này chưa có mặc thử bao giờ. Đẹp quá các bạn. Mà mình vải thun lạnh nữa, không nhăn nữa. Thiệt là thích, màu đẹp quá. Màu đẹp kiểu đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời các bạn. Nãy giờ CC làm video này, cái váy nào CC cũng ưng ý hết. Cái nào cũng đẹp hết. Thì đẹp CC mới mua mà, đúng không? Đẹp, 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 cực kỳ đẹp luôn đó. Đó, các chị em nào nhanh thật là nhanh thì vào lựa nha, nếu không hết đó. Trời ơi, mấy chị này á, mua đồ của CC á, mua một cái đâu. Người mua 6 cái, người mua cả chục cái, người ít nhất mua cũng phải là 3 cái. CC nói thiệt đó, không có nói dối đâu. Ít có bạn nào mua một cái lắm. Đây, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha. Mắc lắm, cái váy này. Nhưng mà vô tay CC là rẻ hết rồi các bạn ơi. Không sale không mua đâu, cái này có vẻ rộng quá. Để CC coi. Cái này cũng bán rồi, cái này bán nhiều cái rồi đó. Cái này có vẻ nhỏ nè. Sai mấy không biết. Bên hông có dây kéo nha các bạn. Thử ha. CC cũng thích cái này lắm nhưng mà hình như không có size của CC. Dài quá. Vừa dài vừa rộng nữa, CC mà không được. Cái này bạn nào cao mới mặc được nha. Quá đẹp luôn. Thấy cái độ xòe của váy không? Trời ơi, mê ly luôn. Quá là đẹp luôn các bạn. Mình vải này giống như vải xoay, vải phi gì đó. Hiệu này nổi tiếng lắm. Hiệu này đắt tiền lắm các bạn. Chị em nào cao mới mua cái váy này ha. Còn thiếu chiều cao giống như CC đừng mua. Tại vì cái này mà các bạn cắt like nhiều tiền lắm ha. Rộng lắm. Dành cho người cao thôi. Đẹp quá. Thật đẹp luôn. Oh no, bữa nay CC mang quốc thấp. Quên á. Nếu mà CC mang cái đôi tất hai kia thì chắc CC nghĩ ok đó. Cái này có 7 phân à. Đúng không? Đó. Đẹp quá. Thật là sang ha. Cái váy này tới 78 đô luôn ha. 30% off. Đẹp. Có hai cái nè. Cái này size 8. Cái này rộng quá, CC nghĩ size 4 thôi. 46 gì đó. Nhưng mà có một cái size 8 nè. Size 8 là size medium đó các bạn. Thật đẹp ha. Hết rồi. Cũng nhiều rồi đó ha. Đó. Trên cả tuyệt vời. CC cho các bạn phân biệt rõ hai loại váy. Một loại váy mặc đi nhà thờ, đi ăn tiệc, đi những nơi sang trọng. Nhưng mà mặc đi shopping, đi dạo phố cũng được. Còn một loại mình vải xô cho chúng ta mặc mùa hè, đi dạo phố, đi ăn những cái nhà hàng nào mà nó ngoài trời, nó bụi bụi nó mới đẹp. Còn đây là những dạng sang. Phải nói là sang, cực kỳ sang đó. Ở Mỹ thì họ rõ ràng lắm. Cái váy nào mặc như thế nào rất rõ các bạn. Họ bán từng khu vậy đó các bạn, vào đúng chỗ đó là các bạn mua được. Đẹp ha. Rồi, chị em nào thích cái nào chụp lại màn hình. Thật đẹp. Các bạn Việt Nam chụp hình gửi cho anh Sa 0982571934. Các chị em ở Mỹ chụp hình gửi cho CC 7069879063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706987903 để chọn được những chiếc váy đẹp như ý. CC xin được tạm dừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.